Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Hàng Châu, Hồ Bắc, thuộc miền Trung Trung Quốc, một cơn sóng thần, lũ quét, lũ ống gây thiệt hại cho người và của. Trận sóng thần điên cuồng này đã quật ngã nhiều gốc cây to và nhiều cây cột đèn đã bị gãy đổ. Hàng nghìn xe cộ đã bị cuốn trôi vào rạng sáng ngày 16 tháng 7. Và lúc 2 giờ theo giờ địa phương, một trận lũ quét đã xảy ra và càn quét qua thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Nhiều người đã rất hoang mang trước sự việc không được cảnh báo lần này. Trận sóng thần tốc độ khủng khiếp đã cuốn trôi tất cả mọi thứ, trong đó có cả mạng sống của nhiều người. Theo lời kể của người dân địa phương cho biết, một trận lũ điên loạn này đã xảy ra bất ngờ vào sáng ngày 16 tháng 7, đã khiến nhiều người không kịp xử lý và rất nhiều người đã bị cuốn trôi, thậm chí nhiều người đang ngủ và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Khi thức dậy thì thấy mọi thứ đã trôi nổi trong lũ, có người đã bị lũ cuốn trôi theo. Hiện số người mất tích và thiệt hại nhà cửa đang rất nghiêm trọng. Đứng trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, chính quyền Hồ Bắc đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dân. Theo hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã tháo chạy trong đêm khi lũ tới và chỉ còn mỗi người dân ở lại chống chọi với lũ dâng cao. Nhiều người đã lặn lội với dòng lũ dữ sâu tới ngang eo để tìm kiếm người thân của mình bị mất tích và việc làm đáng chú ý vì trận lũ này được cho là xả lũ kèm theo chất hóa học. Đến trưa ngày 16 tháng 7, giới chức y tế cộng đồng Trung Quốc cũng đã lên tiếng và cho biết chính những trận lũ thảm khốc này đã làm tăng nguy cơ các bệnh tự phát, ban ra, đến nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra và virus các loại bệnh do muỗi lây truyền. Mặc dù vậy, những người này đã lội trong những đoạn đường ngập nước sâu để tránh lũ đến nơi an toàn hoặc tìm kiếm những người thân của mình bị thất lạc. Ngay trong sáng nay, xảy ra sự việc có rất nhiều người đã mất nhà cửa và mất xe cộ. Bên cạnh đó, thiệt hại nặng nhất là về hoa màu. Hơn 15.000 hecta bị ngập lụt và 20.000 hecta cây trồng, cây ăn quả tan tành theo bọt biển. Trong đó, nghiêm trọng nhất là chăn nuôi bị mất trắng tay. Do nước lũ ngập sâu đã ảnh hưởng đến gia cầm và gia súc, hàng loạt đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Đây là một trong những lý do ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sức khỏe của con người. Chính do sự ô nhiễm môi trường, có rất nhiều người đã phải nhập viện trong tình trạng bị khó thở, đau bụng và bị ngộ độc nguồn nước. Một số khác thì bị nhiễm nặng và nhiễm trùng ở da. Sở Y tế của tỉnh Hồ Bắc cũng đã trả lời với phóng viên. Nguyên nhân gây ra những phát ban da là nguồn nước do bị ô nhiễm bởi chất hóa học độc hại đã gây ra từ gara và nhà kho của người dân kèm theo lũ cuốn các chất bẩn. Điều chúng tôi quan tâm nhất đến lũ lụt là các chất hóa học đó chính là lời chia sẻ của Sở Y tế tỉnh Hồ Bắc. Đứng trước tình hình lũ lụt, điên loạn bất ngờ này xảy ra, chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình đã bó tay và đầu hàng trước sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên. Nhiều người nói rằng đây là hậu quả của việc coi thường thiên nhiên với tư tưởng thâu tóm cả vũ trụ của Trung Quốc. Chưa gì đã bị thiên nhiên đánh bật lại, khiến bộ phận lãnh đạo cứng đầu của Trung Quốc đã phải đến ngày thua trận. Ngay sau khi lũ lụt đổ bộ, Trung Quốc đã cho nhà chức trách kêu gọi hơn 2.000 binh lính để tìm kiếm nạn nhân bị chết đuối và mất tích. Nhiều người còn đang mắc kẹt ở trong nhà và di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn. Ngoài ra, đội cứu hộ cũng đã hết sức làm việc trong ngày và đêm để chạy đua với lũ. Một thông tin về chính quyền Hồ Bắc cho biết, thành phố Hoàng Châu và những vùng lân cận đã bị ngập nước rất sâu, nhiều cột đèn đã bị đổ ngã ngửa sau những vùng này gần đây hoàn toàn bị cô lập. Tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều ngày, đội cứu hộ đã phải nhanh chóng chạy đua với lũ vì được dự báo sẽ có một cơn lũ chuẩn bị đổ bộ vào nơi đây. Theo Tân Hoa Xã, Cơ quan Quản lý Tài nguyên nước của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã nâng cao mức cảnh báo lên mức cao nhất. Cảnh báo đỏ yêu cầu người dân phải hết sức chú ý và tìm nơi an toàn để tránh vì bão sắp đổ bộ. Vì có thể do ảnh hưởng bão nên lũ lụt sẽ dâng cao trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, khu vực này đã ghi nhận ở mực nước sông dâng cao kỷ lục là 12 mét. Kể từ tháng 5 vừa qua, mưa lũ liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Trung, Trung Quốc gây ngập lụt, phá hủy hơn 30.000 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế gần 10 tỷ đô la Mỹ, 1.426 người bị chết và mất tích trước đó. Được biết, Cơ quan Quản lý Thảm họa của Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết các trận lũ gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản ở khu vực này. Trao đổi với phóng viên, Giám đốc trưởng Tài nguyên của thành phố Hàng Châu, Hồ Bắc cho biết, tình hình lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng và hầu hết các dòng chảy sông mạnh ở mức nguy hiểm. Một quan chức của Bộ Nội vụ Hồ Bắc nhận định, người chết vì thiên tai trong mùa hè năm nay ở nước này sẽ còn tăng lên vì trước mắt là hơn 300 người đã bị mất tích.
các đội tìm kiếm cứu hộ đang tìm kiếm những người còn mất tích ở những nơi khác, nhưng câu hỏi tìm thấy những người sống sót là mong manh. Các cơ quan Trung Quốc đã cố gắng di chuyển gần 20.000 cư dân đến những nơi cư trú tạm an toàn trong trận mưa lũ nghiêm trọng này. Trước đó, hàng trăm người dân vội vàng bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Theo một quan chức trong thành phố An Thuận cho hay, thảm họa xảy ra vào khoảng 15 giờ 26 phút chiều, hàng loạt những căn nhà và các trụ điện tại thị trấn bị dòng lũ cuốn trôi, khiến cho nhiều hộ gia đình trong khu vực bị mất điện trong nhiều giờ đồng hồ. Đến nay, số phận của khoảng 23 nạn nhân mất tích trong dòng lũ vẫn chưa được xác nhận danh tính. Các lực lượng cứu trợ vẫn đang nỗ lực tranh đua với thời gian nhằm tìm kiếm thêm các nạn nhân còn sống sót trong các đống đổ nát sau trận lũ lụt. Được biết, tại Trung Quốc, nhiều trận sạt lở đất tại khu vực đồi núi do mưa lớn thường xuyên xảy ra tại đất nước này, nhưng thảm họa dòng lũ có màu đen như lần này được cho là hiếm gặp. Các bộ quản lý môi trường Trung Quốc cho hay, nguyên nhân khiến dòng nước lũ có màu đen là do trận mưa lớn nhiều ngày làm sập một hầm mỏ than trên các ngọn đồi. Sau đó, lượng mưa này hòa tan với dòng nước lũ đã khiến cho dòng nước lũ có màu đen kỳ bí lạ thường như vậy. Điều đáng buồn nhất chính là người dân. Vụ sạt lở xảy ra quá bất ngờ đã để lại hậu quả tổn thất về người, nhà cửa và tài sản của người dân là vô cùng nặng nề. Video clip quay cảnh lũ lụt tại Quý Châu đã được lan truyền trên Weibo. Cư dân mạng đã để lại lời nhắn trong một bình luận dưới video. Người dân vùng bị thiên tai có thể nhờ chính phủ Việt Nam đón một số ít người dân Trung Quốc di tản để họ có thể sống sót sau thảm họa một cách an toàn. Thưa quý vị, dòng lũ ào ào kèm với lượng đất từ các sườn đồi tuôn xuống nhanh như một chiếc cano, khiến cho toàn bộ tài sản, nhà cửa của người dân bị cuốn trôi trong chớp mắt. Sau đó, những hình ảnh lạ thường của nước lũ màu đen cũng đã được đăng tải và trình chiếu trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy. Một dòng lũ màu đen hung dữ từ sườn núi lao xuống, làm đổ sập và phá hỏng các ngôi nhà và cuốn trôi ô tô trên đường mà nó đi qua. Đoạn video cũng cho thấy một phần của một cây cầu tại thị trấn đã bị đánh sập bởi cơn lũ kinh hoàng này. Đến nay, giới chức địa phương cho biết tổng thiệt hại lên đến 750 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 110,8 triệu đô la Mỹ. Theo tờ China Daily dẫn nguồn tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay, nhiều ngày trước khi thảm họa xảy ra tại khu vực này, lượng mưa cực lớn đo được là 507mm, vượt xa mức trung bình hàng tháng, trong khi tại khu vực này chỉ cho phép ở mức cao nhất là 350mm. Trích dẫn dữ liệu từ cơ quan khí tượng Trung Quốc, cơ quan này cảnh báo người dân ở các khu vực xung quanh tiếp tục theo dõi, thông báo trong bối cảnh mưa lớn vẫn diễn ra dày đặc và những trận lụt có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại nhiều thị trấn nói chung và các thị trấn lân cận trong tỉnh này nói riêng. Dù cho giới chức chính quyền địa phương đã điều động lực lượng thuộc Ban hỗ trợ khẩn cấp tới ngay hiện trường phải di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả và nhanh chóng thực hiện để đảm bảo tính mạng cho người dân, nhưng sự cố thảm họa đã xảy ra không thay đổi được điều gì và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong những ngày tháng sắp tới. Và nhất là trong mấy ngày vừa qua, khi lượng mưa tại tỉnh Quý Châu liên tục đổ về và có chiều hướng gia tăng, nhất là các khu vực thị trấn có đồi núi khiến cho những phần đất thấm mưa nhiều hơn, gây tình trạng sạt lở hết sức nguy hiểm. Và lượng lũ này tiếp tục đổ về các con suối, làm tràn bờ đê và nghiêm trọng hơn là làm vỡ đập, khiến cho những thảm họa này tàn phá và cướp đi cuộc sống của nhiều nhân mạng tại đất nước Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Trong nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, quân đội Trung Quốc đã điều động một đội cứu hộ khẩn cấp đến thành phố này để tham gia cùng lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương. Một lực lượng đặc biệt của công ty mỏ than cũng đã được triệu tập để giải quyết vấn đề môi trường trong khu vực thảm họa này. Thông tin báo đài của Trung Quốc quảng bá là thế, tuy nhiên trên thực tế thì điều được nghe thường đi ngược với những gì mà chính quyền nói trên truyền thông. Đây là điều khiến cho người dân thật sự phẫn nộ. Hàng năm, theo nguồn tin từ các lãnh đạo cao cấp nhà nước Trung Quốc đại lục cho hay, đất nước này chi ít nhất khoảng 100 đến 150 tỷ nhân dân tệ để sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do thảm họa lũ lụt nghiêm trọng gây ra cho khắp 27 tỉnh thành của Trung Quốc. Nhưng thực tế, những gì đang xảy ra cho người dân lại cho thấy họ tự thân vận động, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính quyền. Số tiền khổng lồ trên được các quan chức lãnh đạo sử dụng để xây dựng và đánh bóng hình ảnh cho tập đoàn quản lý của họ mà thôi. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ tại Quốc vụ Viện để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ và khắc phục hậu quả do thiên tai. Mùa mưa lũ năm nay, cuộc sống của hàng chục triệu người dân trên khắp đất nước Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở, tàn phá các thành phố và làng mạc tại 27 tỉnh thành. Trận lũ lụt năm nay là trận lũ lụt lớn nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều thập niên. Theo thống kê của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, những đợt mưa lớn đã đổ bộ 27 trong số 31 tỉnh thành tại Trung Quốc, ảnh hưởng tới hơn 203.000 người, khiến hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích.
thiệt hại về kinh tế cho đến nay ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ, khoảng 12,3 tỷ đô la Mỹ. Quy mô của thảm họa rất rộng lớn. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước tại gần 800 hồ chứa và con sông đã vượt mức đáng báo động từ tháng 6, trong đó mực nước tại 97 con sông đã tăng tới mức kỷ lục. Do sự kết hợp của biến đổi khí hậu và hành vi của con người khiến lượng mưa trút xuống liên tục tại một số khu vực trong năm nay kéo dài bất thường. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương hoạt động rất mạnh trong năm nay, nó kết hợp với không khí lạnh dẫn tới lượng mưa lớn liên tục tại khu vực sông Trường Giang. Trong vòng 60 năm qua, số ngày có mưa lớn tại khu vực Trung Quốc tăng thêm 5,9% mỗi thập niên. Phan Xiao, nhà địa chất học tại Cục Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên cho biết, việc cải tạo đất và xây đập trên các con sông trong nhiều thập niên đã làm giảm đáng kể quy mô và lượng nước ở Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc tại tỉnh Giang Tây. Kể từ khi thành lập vào năm 1949, Trung Quốc đã trải qua 3 đợt lũ lịch sử, trận lũ đầu tiên vào mùa hè năm 1954, dọc theo sông Trường Giang và khiến hơn 30.000 người chết và ảnh hưởng tới 18 triệu người. Trận lũ lụt thứ 2 và thứ 3 vào năm 1998 và năm 2020 cũng xảy ra ở khu vực sông Trường Giang và khu vực phía Bắc và Nam Trung Quốc. Đây là hai đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong những năm gần đây, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, 15 triệu người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế lên tới 24 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Song Chun, người đứng đầu Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nói với các phóng viên vào ngày hôm qua rằng đợt lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn trên sông Trường Giang với năm 1998 và năm 2020. Trận lũ lụt năm 1998 tác động lên toàn bộ lưu vực sông Trường Giang, nhưng mùa lũ năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu của sông. Vì thế, khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nhỏ hơn. Sau thảm họa năm 1998, Trung Quốc đã tăng ngân sách cho các biện pháp chống lũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.